các mặt báo từ châu Á đến châu Âu đồng loạt nói về trận thua đầy quả cảm của đội tuyển Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận mở màn Asian Cup 2023, gặp đối thủ rất mạnh là Nhật Bản. Đoàn quân của huấn luyện viên Chu Dê chịu nhiều ánh mắt nghi ngờ trước trận đấu này khi thua 5 trên 6 trận đấu gần nhất. Trong khi đó, Nhật Bản toàn thắng 10 trận gần đây. Họ có tới 9 trên 10 trận ghi từ 4 bàn trở lên. Dẫu phải nhận thất bại ngay ở lượt trận ra quân trước Nhật Bản tại vòng chung kết Asian Cup 2023, nhưng cổ động viên Nhật Bản và báo chí khắp châu Á vẫn dành những lời tưởng thưởng, tán dương cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzi. Trên trang Twitter chính thức của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, người hâm mộ đội bóng đến từ xứ sở Hoa Anh Đào tỏ ra vô cùng sốc vì tuyển Việt Nam đá hay thế. Tờ Yahoo Japan Sport đã đánh giá rất cao về sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chuzi. Tờ này viết, tuyển Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, họ có những cầu thủ xuất chúng tài năng và huấn luyện viên người Pháp Philippe Chuzi đã xây dựng nên một lối chơi kiểm soát bóng đầy hoa mỹ. Nhật Bản đã phải rất vất vả để có được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Dù các bạn đã thua, nhưng chúng tôi, những người hâm mộ bóng đá Nhật Bản, luôn dành sự tôn trọng cho các bạn. Chúc các bạn gặt hái được nhiều kết quả tốt cho những lượt trận tiếp theo tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Người hâm mộ Kobayashi thì nhận định rằng, chúng ta chơi thật tồi tệ, Việt Nam khá nguy hiểm trong các pha phản công. Họ đã có những tình huống có thể làm thót tim người hâm mộ bóng đá Nhật Bản. Nếu như những tình huống đó dẫn đến bàn thắng, thì có lẽ thầy trò huấn luyện viên Moriyasu sẽ phải ngậm ngùi khi kết thúc trận đấu. Cổ động viên Watanabe bày tỏ, chúc mừng đội tuyển Nhật Bản, xin chia buồn với thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzi. Các bạn là đội bóng rất phát triển, các bạn đã làm rất tốt, không sao cả, Việt Nam cố lên. Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu cũng phải ngả mũ khi thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay, nhưng ngày hôm nay Nhật Bản là đội bóng may mắn hơn. Dù chúng tôi đã giành chiến thắng, nhưng tôi phải thừa nhận rằng huấn luyện viên Philippe Chuzi rất giỏi. Ông ấy đã tạo ra một đội tuyển Việt Nam có phong cách chơi bóng rất hay, ý đồ kiểm soát bóng rất tốt. Họ có những cầu thủ nhanh, khéo léo, phối hợp và phòng thủ tốt. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng chất lượng cao, đó là đội bóng tốt. Minh chứng là việc tối nay chúng tôi đã rất vất vả để có được chiến thắng trước họ. Trên trang mạng xã hội của bóng đá Đông Nam Á, thì nhiều cổ động viên đến từ Thái Lan, Malaysia cũng bày tỏ sự ủng hộ với đội tuyển Việt Nam. Một cổ động viên Thái Lan bày tỏ, Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời trước Nhật Bản, một màn trình diễn đáng tự hào của Việt Nam. Các bạn đã chơi tốt, nỗ lực lên Việt Nam. Một cổ động viên người Malaysia thì chia sẻ, đội tuyển Việt Nam đã thua trước gã khổng lồ châu Á, nhưng tôi vẫn ủng hộ các bạn. Dù sao hãy ngẩng cao đầu nhé Việt Nam, một trận đấu tốt của Việt Nam, Malaysia luôn ủng hộ Việt Nam, cố lên Việt Nam. Tờ báo tiếng Thái Siam Sport News cũng khen ngợi đội tuyển Việt Nam là tập thể có kỷ luật, chiến thuật trên sân và nhất là tinh thần thi đấu quả cảm. Việt Nam là một trong những đội tiến bộ nhất Đông Nam Á, dù không có cầu thủ nào chơi ở các giải đấu lớn. Với sự tiến bộ đó, đội tuyển Việt Nam đã khiến cho Nhật Bản phải rất vất vả. Chúc các bạn những điều tốt nhất. Báo chí Indonesia đã gọi Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á. Tờ CNN Sport của Indonesia cho rằng, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy ấn tượng trước Trung Quốc. Dù thua thì Việt Nam vẫn là niềm tự hào của Đông Nam Á trong con mắt tất cả mọi người. Gửi những lời chúc từ Indonesia, chúng tôi luôn ủng hộ Việt Nam. Những trang báo tiếng Trung Quốc cũng ấn tượng với màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzi. Tờ 163 giật tiêu đề, Việt Nam có trận thua quả cảm và thế giới thấy cách các bạn chiến đấu. Tôi yêu tinh thần của các cầu thủ Việt Nam, họ luôn mang trong mình tinh thần chiến binh số 1 tại khu vực Đông Nam Á. Rồng vàng đã khiến người hâm mộ xứ sở Hoa Anh Đào thót tim. Trong khi đó, báo Pháp cũng hết lời động viên huấn luyện viên Philippe Chuzi sau khi thất bại trước Nhật Bản, khâm phục tinh thần chiến đấu không từ bỏ ở bất cứ hoàn cảnh nào của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzi. Tờ Le Monde Sport của Pháp viết, xứng danh nhà vua Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam chiến đấu quả cảm. Tuyệt vời ý chí tuyển Việt Nam. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã dành nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzi sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản ở lượt trận ra quân tại bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023. Bình luận về thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF có bài viết: đội bóng đến từ giải đất hình chữ S khiến Nhật Bản phải đối mặt muôn vàn khó khăn. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzi đã trình diễn lối đá tấn công kiểm soát bóng đẳng cấp thế giới. Các bạn thua trong tư thế ngẩng cao đầu, hãy mạnh mẽ lên và tiến bước về phía trước, các chiến binh sao vàng.
Trong khi đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC lại ấn tượng bởi điểm tựa phòng ngự của các cầu thủ Việt Nam. Trang chủ AFC có đoạn viết: "Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuze chơi bóng một cách thanh thoát và đầy nguy hiểm. Họ đã không ít lần khiến cho khung thành của Nhật Bản chao đảo. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam như một thành trì rất khó để xuyên thủng. Cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu tuyệt hay." Những lời tán dương và động viên trên trang chủ AFC và AFF là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze ở giải đấu lần này. Chặng đường dài đang còn ở phía trước. Rất nhiều mục tiêu đang chờ huấn luyện viên Philippe Chuze ở giải đấu lần này. Chúc cho huấn luyện viên Philippe Chuze và đội tuyển Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công ở những lượt trận tới đây. Chứng kiến màn trình diễn quá đỗi tuyệt vời của đoàn quân huấn luyện viên Philippe Chuze, huấn luyện viên Kiatisak ngả mũ trước tinh thần chiến đấu của đội tuyển Việt Nam. Dẫu thất bại trước Nhật Bản ở lượt trận ra quân tại bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023, nhưng các chiến binh sao vàng đã để lại ấn tượng đẹp về một đội bóng kiên cường, không biết sợ trước bất cứ đối thủ nào trong lòng người hâm mộ bóng đá toàn châu Á. Sẽ nhiều người nói về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản bằng hai chữ quả cảm, nhưng thực sự để nói về họ là hai từ ấy là không đủ. Chúng ta chỉ có thể nói họ thực sự xuất sắc. Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay một cách khách quan, chứ không phải lời khen ngợi dựa trên những bất lợi mà thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze phải chấp nhận khi bước vào giải đấu này. Đó là sự xuất sắc đến từ đội bóng có phẩm chất mà còn chinh phục hoàn toàn trái tim tất cả người hâm mộ. Dưới góc nhìn của mình, huấn luyện viên Kiatisak cho rằng sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Philippe Chuze. Thái Lan cần học hỏi nhiều điều từ các cầu thủ trẻ đội tuyển Việt Nam để phát triển hơn trong tương lai. Trước khi trận đấu này diễn ra, huấn luyện viên Moriyasu rất thận trọng khi đánh giá về đối thủ. Ông cho biết, huấn luyện viên Chuze từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản. Ông ấy rất hiểu về bóng đá Nhật Bản. Ông ấy đã nghiên cứu rất kỹ về đội tuyển Nhật Bản. Nhưng tất nhiên rồi, chúng tôi cũng nghiên cứu kỹ, tìm hiểu kỹ lưỡng về họ chứ. Các trợ lý của tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Hai đội đã chuẩn bị kỹ, do đó tôi tin rằng đội tuyển Nhật Bản và Việt Nam sẽ có trận đấu hay, quyết liệt và có cường độ cao. Huấn luyện viên Moriyasu khẳng định mục tiêu của đội tuyển Nhật Bản là vô địch Asian Cup 2023. Đội bóng có biệt danh Samurai áo xanh được đánh giá cao nhờ phong độ, cũng nhờ dàn cầu thủ đồng đều với nhiều ngôi sao đang đạt điểm rơi tốt khi được đá chính ở các đội châu Âu như Kaoru Mitoma, Takehiro Tomiyasu, Takuma Asano hay Wataru Endo. Huấn luyện viên Moriyasu đánh giá, mục tiêu của đội tuyển Nhật Bản là vô địch Asian Cup 2023, nhưng chúng tôi phải tính toán và tập trung cho từng trận đấu một. Nhật Bản cần cải thiện nếu muốn tiến xa ở giải đấu này. Chúng tôi muốn thắng để mang đến niềm vui cho đất nước Nhật Bản, cũng như người Nhật Bản sống ở khắp nơi trên thế giới. Như các bạn đã biết, Nhật Bản vừa trải qua trận động đất rất lớn trong những ngày đầu năm mới. Nhiều người đã chết, cũng có một số người đang phải trải qua tình cảnh khó khăn. Tôi mong rằng màn thể hiện của đội tuyển Nhật Bản sẽ khích lệ, tạo động lực cho những người là nạn nhân của trận động đất. Tôi mong họ sẽ dũng cảm vượt qua và màn thể hiện của toàn đội sẽ tạo ra niềm cảm hứng. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.